là loài sinh vật hiền lành, dễ thương nên được nhiều người nuôi làm cảnh. Tuy nhiên, nuôi loài động vật này lại tiềm ẩn nguy hiểm. Cuối năm 21, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị ngộ độc sau khi bị cu ly thoát khỏi cũi cắn vào tay. Trên thân của cu ly thì có tuyến nọc độc ở mặt trong hai khuỷu chân phía trước. Khi có cảnh báo là nguy hiểm, cu ly sẽ dùng miệng liếm nọc độc từ tuyến nọc, sau đó chảy lông. Nọc độc tiết ra kết hợp với nước bọt và gây ra nhiễm độc thông qua cắn tự vệ. Nạn nhân sau khi bị cắn sẽ bị đau buốt, tê bì, rối loạn cảm giác, đau đầu, buồn nôn, rối loạn đông máu. Một số trường hợp sốc phản vệ có thể tử vong. Mọi người hãy cẩn trọng khi nuôi động vật hoang dã này nhé.